Xin chào mọi người, chào mọi người đến với cả channel PC của các mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái tài khoản Epic Store để có thể đó là nhận những tựa game miễn phí khi mà cái trang Epic Game đấy họ phát game chúng ta, đúng không nào? Như các bạn đã biết thì thời điểm hiện tại Epic Store với cả Steam, đây là hai cái trang bán game có thể nói là cạnh tranh nhau vô cùng gay gắt ở cái mảng bán game bản quyền. Steam thì quá nổi tiếng rồi và nó đã xuất hiện rất là lâu rồi, cũng như là khẳng định được thương hiệu bán game của nó, đúng không nào? Còn cái Epic Store đơn giản chỉ là một ông lớn nhiều tiền và đang muốn chiếm lại cái thị phần bán game từ tay của Steam. Nói là chiếm lấy thì đúng hơn là chiếm lại, đúng không nào? Bởi vì trước cái phi vụ đình đám của Fortnite thì gần như là Epic Store chưa có bất cứ một cái gì liên quan đến cái gọi là bán game các bạn ạ. Và cái cuộc chiến của hai ông lớn này thì có thể nói là cực kỳ có lợi cho game thủ khi mà họ liên tục tung ra những cái gói khuyến mại, thậm chí là cả những cái game bản quyền hoàn toàn miễn phí. Vì vậy việc chúng ta có những cái tài khoản Steam và cả tài khoản Epic thì luôn đem lại cái lợi ích nhất định cho chúng ta nha các bạn. Steam thì mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký và cũng như là cài đặt tiếng Việt luôn rồi, đúng không nào? Còn Epic Store ấy, thì mình chưa có hướng dẫn. Thì ở đây với những bạn nào mà các bạn chưa có tài khoản Epic Store ấy, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn cách chi tiết để có thể đăng ký một cái tài khoản và nhận những cái tựa game miễn phí mà Epic Store đang phát cho game thủ thời điểm hiện tại. Thì ở đây đầu tiên đó là mình sẽ để cho các bạn cái trang web chính của Epic Game trên nào. Các bạn vào trang web này nhá. Đây chính là trang chủ của Epic Store. Đối thủ cạnh tranh có thể nói là cực kỳ gay gắt với cả Steam thời điểm hiện tại, khi mà đã kéo được hàng loạt các ông lớn sang. Ví dụ như là Detroit Become Human, hay là Borderlands 3, rồi là rất nhiều game nữa. Đây của Quan Z nữa này, Metro Exodus, đúng không? The Walking Dead series nữa này. Đây là những cái đối thủ có thể nói là độc quyền, được Epic Store ký độc quyền thương hiệu và những game đó chỉ phát hành trên Epic Store mà thôi, đúng không? Và hơn nữa, Epic Store đang chơi rất lớn khi mà để có thể đó là lôi kéo người dùng, lôi kéo những người đã sử dụng Steam lâu năm cũng như là các cái nền tảng phát hành game khác ấy, thì họ chơi rất là lớn khi mà họ quyết định đó là cứ đều đều một tháng kiểu gì cũng phải có khoảng tầm 1 cho đến 3 game miễn phí được phát trên cái cổng chơi game Epic Game Launcher. Như thế thì hiện tại đang có Story Untold, các bạn thấy không? Game này đang hoàn toàn miễn phí nhé, các bạn có thể nhận về để chơi trên Epic Store. Và từ ngày hôm nay, đó là từ ngày 23 đến ngày 30 này, các bạn thấy không? Tháng 5 này, thì chúng ta sẽ nhận được game Dream nữa. Đây là một tựa game phiêu lưu, khá là hấp dẫn. Nói nữa là chúng ta sẽ nhận luôn, mình sẽ nhận mẫu cho các bạn để các bạn sau này các bạn có thể nhận những cái tựa game khác luôn. Thì đây, đầu tiên, cái trang web này nó có một vấn đề tí, đó là nó trang chủ của nó kiểu tiếng Pháp, đúng không? Thì khi các bạn vào trang web này nhá, các bạn kéo lên trên cùng luôn, các bạn ấn vào quả địa cầu rồi, các bạn chọn lại sang ngôn ngữ English nhá, là nó sẽ chuyển sang tiếng Anh. Đó, như vậy mọi thứ đã về tiếng Anh rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đăng ký một cái tài khoản của Epic Store nhá. Nó rất là đơn giản thôi, rất là dễ dàng thôi. Thì ở đây các bạn ấn vào cái chữ sign in này nhá. Đây, sign in này là đăng nhập này. Và ở đây các bạn nhìn xuống bên dưới, bây giờ nó có chữ sign up này. Sign up này là đăng ký này, các bạn thấy không? Click vào chữ sign up nhá. Ở đây thì quốc gia sẽ là Việt Nam. First name thì các bạn đặt là cái gì cũng được. Griffith. Last name mình đặt là Griffith luôn. Display name, đây là cái tên ở trong cái nickname của các bạn trên phía Epic Store nha các bạn. Mình cũng đặt là Griffith luôn. Này viết hoa tí đẹp đây nào. Rồi tiếp theo, đến phần đó là email. Thì các bạn hãy sử dụng một cái email các bạn có nhá. Email đăng ký rất là đơn giản đó, cho nên là mình sẽ không nói qua về cái phần đăng ký email nhá các bạn. Các bạn hãy điền một cái email mà các bạn có vào. Đó, mình sẽ dùng cái email này. Còn về phần password ấy, thì các bạn có thể thấy ở đây nó yêu cầu đó là 7 ký tự trở lên, có ít nhất một số. Thì đơn giản thôi, đúng không nào? Mình sẽ làm hẳn 8 ký tự và có chữ viết hoa luôn, có cả số luôn. Đó. Xong, đơn giản. Ở đây các bạn tiếp theo các bạn ấn kích I'm not a robot. Rồi about survive. Cái này nếu các bạn thích chọn vào thì nó sẽ thường xuyên gửi những cái thông báo về cái email của các bạn nhé. Cho các bạn thích thì thích chọn, mình thì không nhé. Đó, cái mình cần thích chọn đó là cái đồng ý điều khoản này. Chưa nào. Rồi các bạn ấn vào create account để bắt đầu tiến hành đăng ký tài khoản. Ơ, cái tên này có người dùng rồi. Thôi thì mình sẽ thêm một vài con số vào nhé. Đây là cái tên display, cái tên của chủ tài khoản mình sẽ đặt. Nó giống như kiểu là tên hiển thị ấy. Cái này nó không được trùng. Đặt lại password. Rồi, chọn đồng ý điều khoản, create account. Ở cái tên này vẫn trùng á, really? Cái này nhá, cái này là có trùng nhá. Chắc không ai đặt như vậy đâu, đúng không nào? Điền lại mật khẩu, I'm not a robot. Đồng ý điều khoản, create account.
cái email này mình đã dùng rồi à? Chết nhỉ, mình dùng email đấy. Được rồi. Mình sẽ dùng email khác nhá. Email trước của mình dùng, mình đăng ký rồi mình quên mất. Điền lại mật khẩu rồi. I'm not a robot. Đồng ý điều khoản. Rất là cao. Thế thì cái email nào mình chưa dùng nhỉ? What the heck? Có email nào không ta? À đúng rồi. Tại vì dùng email này. Sau đó thì điền lại mật khẩu. I'm not a robot. Sau đó thì đồng ý điều khoản. Create account. Được rồi, email này chưa dùng lần nào cả. Thì xong rồi đấy, bây giờ chúng ta đã có một cái tài khoản account của Epic Store, Epic Game. Thì công việc tiếp theo chúng ta cần làm, đó là chúng ta sẽ phải tải cái Epic Launcher. Đây là cái cổng chơi game riêng của Epic Game. Nó giống như là Steam vậy. Và toàn bộ game mà Epic Store tung ra thì đều được chơi trên cái Epic Game Launcher này. Nó giống như là bên phía EA ấy, thì có cái Origin ở đây, Ubisoft thì có cái Uplay, còn Blizzard thì có cả Blizzard app, đúng không nào? Đều có những cái cổng chơi game riêng của họ. Và Epic Game thì cũng không ngoại lệ. Thì bây giờ để có thể tải Epic Game Launcher ấy, các bạn hãy ấn vào phần Get Epic Game nhá. Click vào đó. Trên cùng bên phải đó nó sẽ tiến hành tải cái Epic Install về để chúng ta cài đặt cái Epic Game Launcher. Thì các bạn đợi tí nhá. Khi nó đã tải xong rồi các bạn khởi chạy lên nhá, click chuột vào nó này. Epic Install. Đây, khi cái bảng cài đặt Epic Game Launcher nó hiện ra ấy, các bạn ấn vào phần trên này nhá. Các bạn chọn vị trí, các bạn sẽ lưu cái Epic Game Launcher này. Các bạn ấn vào trên này này. Đó, các bạn chọn cái ổ mà các bạn muốn lưu. Mình sẽ lưu nó ở ổ D nhá. Và mình sẽ lưu nó ở cái file game này. Thế nào? Sau đó thì mình ở đây mình sẽ đặt một cái folder, đó là Epic Game Launcher. Hả? Thấy chưa nào? Đây này. Sau đó thì các bạn ấn OK nhá. Rồi, ở đây các bạn ấn Install để bắt đầu tiến hành cài đặt. Thì cái này nó cài đặt rất là nhanh thôi. Nó cài đặt giống như kiểu các bạn cài đặt Garena á, đúng không nào? Chỉ là một cái cổng thôi. Còn game thì chúng ta sẽ phải tải xuống và chơi sau, đúng không nào? Đây, Epic Game hoàn thành rồi đó các bạn. Đó là đang update thêm một vài cái linh tinh vớ vẩn nữa. Đam mê là con số nhỏ nhưng mà cái tốc độ download nó chậm quá, đúng không nào? Chúng ta sẽ phải đợi một lúc. À. Đây, nó sẽ khởi chạy thẳng lên cái giao diện của Epic Game luôn. Epic Game Launcher. Hãy đọc hơi đau mồm. Thì bây giờ các bạn để có thể đăng nhập vào Epic Game Launcher, các bạn đánh đúng cái tài khoản mà các bạn vừa đăng ký vào nhá. Mình dùng cái tài khoản đó là... Ấy, toàn ghi nhầm thôi. Mail.com, mật khẩu. Các bạn có thể kích vào Remember Me để nó nhớ, nó tự động lưu cái tài khoản các bạn lại đây luôn. Nhưng mà đây là nếu mà các bạn chơi máy nhà thì các bạn nên ấn vào Remember Me nhá. Còn các bạn chơi quán net thì đừng có kích lên làm gì nhá. Thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là đăng nhập. Rất là nhanh thôi. Welcome rồi. Đây, nó hiện thẳng thông báo là cái Story Untold đang miễn phí này. Free now. Thì đây chính là giao diện của Epic Game Launcher, đúng không nào? Thì như các bạn đã biết, Epic Game thì trước đây mình giới thiệu các bạn, chỉ cho các bạn cách đăng ký thôi. Nhưng mà ở đó là một cái video hướng dẫn cài đặt Fortnite, đúng không nào? Thì ở đây, các bạn có thể ấn phần Library. Là cái bảng game của các bạn. Thì từ hiện tại, cái nick vừa đập xong mà chưa mua game, chưa nhận hết bất cứ một cái game gì hết. Vì vậy, chỗ này đương nhiên là nó trống rồi, không có gì hết, đúng không nào? Library này. Còn Home, đây là trang chủ của cái Epic Game. Store là cửa hàng. Friend là bạn bè nếu các bạn có thêm bạn, đúng không nào? Phần Runeterra là cái công là giới thiệu về cái công nghệ, đúng không nhỉ? Không click vào được các bạn ạ. Download là nó hiển thị những cái game, những cái gì mà các bạn đang download ra. Setting là cái này. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Thì bây giờ, mình sẽ hướng install Agent là cái gì vậy ta? Thôi tìm hiểu sau nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận một cái tựa game nào đó miễn phí và tải game về để mà chơi. Thế nào, mình sẽ tải một tựa game, mình sẽ quay lại trang chủ Epic Game nhé. Home. Đây, trang chủ Epic Game đây. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tải, không tải Fortnite nhé. Fortnite nặng lắm, tải lâu á. Mình sẽ vào Store nào. Mình sẽ tải cái tựa game đang được phát miễn phí thời điểm hiện tại, đó chính là Story Untold. Đây, các bạn ấn vào Store nhé, nó sẽ hiện thẳng ở đây. Hoặc là các bạn có thể vào trang chủ của Epic Game Store, sau đó thì đăng nhập và nhận game trên đây cũng được. Nhưng mà mình thì mình khuyên các bạn nhận ở đây, nó dễ dàng, đơn giản hơn. Nhận trên cái trình duyệt của Epic Game Launcher ấy, các bạn nhận nó sẽ nhảy thẳng vào cái library của các bạn luôn. Thế nào, mình sẽ quay lại Store nhá. Và mình kéo xuống, ở đây nó có Get Free Play Every Week này.
Đây, game miễn phí mỗi tuần luôn, chứ không phải là một tháng 2-3 game. Chứ có nghĩa là cứ 7 ngày kiểu gì cũng có một game miễn phí. Cho nên các bạn hãy đăng ký một cái tài khoản Epic Game nhanh nhanh nhá. Thì đây, mình sẽ nhận game Story Untold. Click vào thôi, đúng không? Đó, thì ở đây có chữ free rất là to, các bạn click vào chữ free nhá. Chờ đợi một lúc, vào gì cho order. Đó, ở đây các bạn play order nhá, click vào cái play order nhá, thanh toán. Đó, thank you. Xong rồi đấy, bây giờ game đã được trong library chúng ta rồi. Nhớ là game này là game bản quyền nhá. Đây các bạn thấy không? Và khi các bạn chơi thì các bạn phải sử dụng Epic Game Launcher. Thì hôm nay là ngày 23 đúng không nào? Cho nên là mình sẽ quay lại store lần nữa. Và ở đây các bạn thấy nó sẽ miễn coming sun này. Có vẻ bị chênh lệch múi giờ rồi các bạn. Có thể thời điểm hiện tại thì đang là ngày 23, nhưng mà ở bên Pháp, bên Mỹ gì đó thì bây giờ có lẽ vẫn đang là ngày 22 thôi. Cho nên là nó vẫn chưa mở để chúng ta có thể nhận được thêm luôn cái game Dream, đúng không nào? Thì chắc là ngày mai thôi, ngày mai là chúng ta có thể nhận được thôi. Thì các bạn hãy đợi đến ngày mai để nhận game Dream luôn nhá. Còn bây giờ ấy, với game Story Untold ấy, thì các bạn chỉ cần ấn vào phần Install để bắt đầu tiến hành cài đặt thôi, đúng không nào? Đó, click vào. Rồi, đây các bạn đồng ý điều khoản, rồi ấn Accept. Thì ở đây, nó sẽ yêu cầu chúng ta đó là chọn vị trí mà chúng ta lưu cái game Story Untold lại, đúng không nào? Thì các bạn mặc định nó sẽ lưu vào ổ C nhé các bạn. Cho nên chúng ta phải chọn đẩy nó sang ổ đĩa khác, chứ ổ đĩa C đầy quá thì sẽ khiến cho cái máy tính chúng ta khá là chậm. Các bạn ấn phần Brawl nhé. Đó, giờ các bạn chọn vị trí các bạn muốn lưu cái game Story Untold trong máy tính của các bạn. Thường chúng ta sẽ đẩy sang cái ổ đĩa D, ổ đĩa E, F thì đó đúng không nào? Mình sẽ lưu nó ở ổ game này nhá, game S này. Thế nào? Click vào, có thể vào đây và... Không cần đâu nhỉ? Đợi đi nào, mình lôi cái này vào. À, nó sẽ tự động tạo folder cùng tên game chúng ta luôn, cho nên chúng ta không cần phải new folder bên đây đâu. Thế nào? Cứ tích chọn vào cái ổ đó, sau đó ấn select folder được. Đó, nó tự động tạo một cái folder tên Story Untold cùng tên game chúng ta này. Thì đây, auto update, có nghĩa là cái game này nó sẽ tự động update khi nó có những cái bản cập nhật mới. Vì nó là game bản quyền mà, cho nên nó đương nhiên nó được update rồi, đúng không? Create shortcut có nghĩa là nó sẽ tạo một icon ngoài phía màn hình. Cho nên các bạn có thích chọn vào cả hai nhá. Và nếu các bạn không thích nó tự động auto update thì các bạn có thể tắt nó đi. Rồi khi nào các bạn vào game các bạn update chơi thì các bạn update, đúng không? Nhưng mà mình không khuyên các bạn nên làm việc đó. Bởi vì khi các bạn đang muốn chơi game ấy, các bạn vào ấy thì game nó phải update xong mới chơi được. Còn những cái lúc mà các bạn muốn chơi game ngay, các bạn vào nhưng mà game thì chưa update ấy, thì lúc đấy các bạn phải đợi thêm một thời gian nữa update xong mới chơi được. Cho nên các bạn cứ để auto update nhá. Rồi các bạn ấn install để bắt đầu tiến hành cài đặt game. Nó sẽ tiến hành download game của chúng ta. Đây 0% này đang chạy các bạn ạ. Đây 1% này, nhanh không? Rồi đợi đến khi 100% là chơi được thôi, đúng không? Mọi thứ rất là easy và đơn giản. Được rồi, rất là nhanh thôi, đao nhoàng cái là xong, đúng không? Bây giờ muốn chơi đơn giản thì cần click vào chữ lau là được. Mình sẽ thử chạy game cho các bạn coi nhé. Đây là game bản quyền chạy trên cái Epic Game Launcher. Ở đây nó yêu cầu chúng ta setting một cái vớ vẩn trước à. High quality. Thôi mặc định nhé, đúng không nào? Đây. Game này là game gì mình cũng chả biết nữa cơ. Story Untold, chuyện chưa kể. What? Đây. Giao diện của game này các bạn. Giờ vào cái chiến rồi đúng không nào? Có tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, cả 4 tập luôn này, toàn bộ DLC luôn nhá. Không thiếu gì hết. Thì đó, các bạn thích thì có thể chơi thôi. Mình thì không biết cái game này là gì cả, cho nên thôi nhá. Ấy, tắt luôn cả cái Epic Game Launcher rồi. À đây. Thì đó là một vài bước cơ bản để các bạn có thể đăng ký tài khoản, tải Epic Game, sau đó thì tải game về rồi vào chơi thôi, đúng không nào? Thì bây giờ thì các bạn đơn giản, chỉ cần đó là chăm chỉ cập nhật cái thông tin bên phía store của Epic Game là các bạn có thể nhận được những tựa game miễn phí. Nhưng mà ghét cái là cái game này nó chỉ chơi được trên Epic Game Launcher thôi. Như các bạn đã biết ấy, thời chúng ta vẫn thịnh nhất, vẫn quen thuộc nhất với cả cái giao diện Steam, đúng không? Thời hiện tại thì Epic Game này đang bị rất nhiều game thủ trên thế giới nó tẩy chay các bạn ạ. Và nguyên nhân mình thấy chủ yếu đa số là ghen ăn tức ở thôi. Bởi vì gà nhà bị cạnh tranh thì đương nhiên là, mà cạnh tranh một cách rất gay gắt thì đương nhiên là không ai vui vẻ cả, đúng không? Đó là những người dùng Steam quen thuộc và khi thấy Epic Game Store nó liên tục nó chiếm được những cái game bản quyền chất lượng tốt như là Metro Last Night Redux, các bạn thấy không? Rồi là như mình đã nói lúc nãy nữa, có cả cái gì nhỉ, Detroit Become Human nữa, đúng không? Và nhiều nữa. Sắp tới mình nhớ là còn có Borderlands 3 và một loạt các game khác chỉ phát hành trên Epic thôi. Như là có cả cái gì nhỉ, Division 2, Division 2, Division 3 gì đấy nữa cơ. Nói chung là rất là nhiều game chất lượng 3A đang chuyển hướng sang Epic chứ không còn ở bên Steam nữa. Và sang đây là độc quyền bên Epic Store nha các bạn, chứ không có phát hành trên Steam luôn á. Vì vậy là cái Epic này bị khá nhiều người ghét. Đơn giản, các mình thấy đơn giản thì là họ
ghét theo hiệu ứng dây chuyền rồi, họ ghét Fortnite, họ ghét luôn cả Epic Games cũng được. Và chúng ta thì không quan trọng, chúng ta là những người chơi game crack, chúng ta là những người ăn tạp đúng không nào? Chỉ cần cho chúng ta ăn thì cho ăn miễn phí, thì ăn rau ăn cỏ chúng ta cũng ăn đúng không nào? Vậy là các bạn cứ đăng ký một cái tài khoản Epic Games nhé, nhận game miễn phí hàng tuần. Mặc dù game thì mình theo mình đánh giá thì đa số là game rác các bạn ạ, nhưng mà có miễn phí thì cứ lấy đúng không nào? Không có gì phải ngại cả, đã chơi game crack sẽ còn ngại ngùng các kiểu nữa thì chỉ có thiệt thôi. Thế được rồi, đó là một chút liên thuyên vớ vẩn về cái Epic Games và Epic Games Store. Thì video mình nghĩ là mình đã hướng dẫn khá là chi tiết, vậy mình nghĩ các bạn là ai cũng có thể có được một tài khoản Epic Game, như là biết cách tải game về để chơi đúng không? Còn nếu các bạn lười cập nhật thì các bạn có thể cập nhật trên cái trang group PC Crack Gaming, cũng như là chia sẻ game PC của mình trên Facebook. Các bạn có thể tìm cái group đó dưới phần mô tả video, các bạn có thể lên đó để có thể cập nhật thông tin về game miễn phí, game bản quyền được phát free ở tất cả các nền tảng từ Blizzard, Uplay, Origin, Steam cho tới là Epic Game. Và đương nhiên không thể thiếu, đó là một kho game crack khổng lồ nữa, các bạn có thể tải về và chiến bất cứ lúc nào các bạn muốn đúng không nào? Thì bây giờ mình hoàn thành cái video rồi, chúc các bạn đăng ký tài khoản và tải Epic Game thành công và có được nhiều game miễn phí từ Epic Game. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.